Em hồi anh cầm cái này về nhá. Để anh cầm cái trứng này. Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi vào trong nhà trưởng thôn. Thì sáng nay lên đây thì gặp phó thôn em Giàng ở ngoài chỗ ông Báo ấy. Hôm nay định mua ít trứng này với cả thịt xay lên cho ông Báo. Nhưng mà lên thì không thấy ông ở nhà nên phải mang hết cái đồ này đi vào nhà trưởng thôn, để chiều trưởng thôn đi ra thì trưởng thôn sẽ lấy cho ông cụ. Còn cái hộp quà kia là gửi có một cô. Cô giấu tên là cô có gửi cho cháu Bó cái hộp quà đấy. Chào hai vợ chồng. Cái này lấy quả mận với cả ấy này cho con này. Anh mua ở ngoài vào. Hôm nay không có lo tha. Chào cô. Hôm nay trưởng thôn đã chuẩn bị cơm rồi. Thì sáng nay là gọi trước cho trưởng thôn bảo là hôm nay anh lên nhà chơi. Cô cũng vừa lên à? Trưởng thôn này. Với phó thôn cầm cái thịt với trứng lên đâu rồi? Em để đây. Cái này là cái thịt xay với cả trứng kia thì chiều em lấy ra cho ông cụ nhá. Vâng. Sáng nay anh lên là không thấy ông ở nhà đâu. Ông chắc hôm nay ông đi sang nhà con trai Thanh Minh. Đi Thanh Minh á? Vâng. Sáng nay nhìn thấy xóm đấy à? Ở xóm đấy mà. Đấy, đây là hộp quà của một cô giấu tên nhá. Cô có gửi cho cháu Pó một hộp quà nhưng mà không biết là gì, thì bây giờ bảo cháu Pó bóc ra. Đấy. Đây già. Đấy. Đây cái mú này, đội vào xem nào. Mú này đội đi cắt cỏ được này. Che nắng, che được nắng này. Quần áo này. Đấy. Ví này. Nhiều lắm. Thử đội cái mú này vào xem. Đây là bánh kẹo này. Đây bánh kẹo lấy van này. Cho con trưởng thôn một gói này. Đây cái này là bánh kẹo này. Bỏ ra đây chứ à. Đội cái mũ này vào xem nào. Vừa không? Hay là to? À đây. Cái này là lấy đồ ăn này, đây là tép à? Đây là tép này. Ví này. Đấy. Còn đây bên này quần áo này, đấy, buộc tóc này. Cầm lấy, toàn đồ của cháu thôi nhá. Đấy về dùng. Tí mặc thử cái váy này xem nào. Ôi giời. Hình như dài. Cái này phải đến chân rồi. Dài quá, dài quá. Cái này dài rồi. Cái này chắc vừa. Đấy, mặc thử xem giống gái thành phố rồi. Ủa rồi, xanh điệu quá. Mặc thử, mặc thử xem nào. Cởi cái áo kia ra. Nó vì nó hay là đúng câu. Đấy, ủa rồi, ví xịn này. Trời ơi, đẹp quá. Ví có tiền đựng đâu. À đây có một cái ví rồi. Đây toàn đồ mới đấy. Vợ trưởng thôn cái đấy cho vợ trưởng thôn luôn. Cháu Pó là có một cái đây rồi. Đấy dùng cái này thôi. Ít tiền thì dùng loại này thôi. Đấy. Cái này đẹp quá. Đấy có ví rồi nha. Bây giờ chú bảo nha. Này chú cho 500 cho vào ví luôn. Đây là của cô Tina nhá, là cho cháu 500. Cô Tina ở bên Mỹ ấy, nước ngoài cơ. Cảm ơn cô đi. Nhìn ra đây bảo là cảm ơn cô Tina. Còn cái đồ này là của một cô giấu tên, cô gửi cho cháu Phó. Hộp quần áo này. Cái đấy là tôm tép. Đây toàn quần mới mà. Quần áo mới mà. Đây bánh kẹo. Ông tao lúc nãy nợ tí. Được rồi. Bây giờ cho vào hộp này. Xong đấy về cất đi nhá. Toàn đồ của cháu đấy nhá. Cái nào to quá không mặc vừa thì lấy cho bà mặc. Nhớ chưa? Đấy tiền đấy là cất đi. Đi mua cái gì tiêu thì tiêu, cất cẩn thận nhá, không là mất nhá.
Phải ngay ra đây cho anh nhờ tí. Xong chưa? Xong. Cô nó xào nữa xong rồi gì? Xong rồi. Có cần phó thôn hộ giúp không? Được anh ạ. Cần Giang hộ giúp không? Nước. Không tưởng đi bảo thì Giang đi hộ. Nói thế em chặt gà rồi thế. À, trưởng thôn nhá. À, cô Tâm ở bên Mỹ là có gửi cho em là 500. Vâng, cho em. Chú Đoàn là cũng ở bên Mỹ là gửi cho em 500, tổng là 1 triệu. Cô Chắn ở Canada là gửi cho em 1 triệu, tổng là 2 triệu nhá. Vâng. Đây là các cô các bác cũng thấy em là trưởng thôn. Một người cán bộ trưởng thôn rất là nhiệt tình nên là các cô các bác hỗ trợ cho em. Vâng. Tiền xăng xe đi lại. Nhá. Vâng. Cho em gửi lời cảm ơn chú Đoàn với lại cô Tâm với lại cô Chắn. Các cái tâm lòng quan tâm đến em. Em cũng rất là cảm ơn ạ. Với lại hôm nay anh lên là có một việc rất là quan trọng. Hôm nay là anh lên đây để mà thông báo với em là có một chị Hạnh ở Hàn Quốc là có hỗ trợ nhà em. Vâng. Hỗ trợ ở nhà em 20 triệu để mà cho em chát tường đây này với láng nền gạch hoa. Vâng. Đấy, khu vực nhà em chát cả bên trong bên ngoài, nói chung là chát hết. Với cả láng cái nền gạch hoa ở nhà em này. Vâng. Đấy là lần trước chị cũng đã chuyển tiền cho anh rồi, là 20 triệu. Là nếu mà được thì ngày mai sẽ chở vật liệu và tiến hành làm luôn. Bởi vì hôm nay là trời nó cũng khô rồi. Vâng. Em cảm ơn chị Hạnh ở Hàn Quốc. Không có tấm lòng quan tâm đấy em. Để hỗ trợ em làm nhà cho em. Cảm ơn chị Hạnh. Nhà trưởng thôn xây được mấy năm rồi? Xây được 3 năm rồi anh ạ. 3 năm vẫn chưa chát được tường? Vâng. Hay là định không chát hay là thế nào trước ấy? Trước là vẫn chắc nhưng mà làm xong thì lại hết tiền rồi thì là cũng chưa có tiền để chắc nên là cũng để đấy thôi. Thế nhá, là chị Hạnh có giúp em nhá. Vâng. Thì nếu mà được thì ngày mai thì anh sẽ điện cho Trung, thế cho Trung chở vật liệu. Trung chở vật liệu đến đâu thì anh sẽ khác thanh toán tiền với Trung. Em chỉ việc là ghi số lượng xi hay là cát vào đây thôi. Vâng. Từng xe một thôi nhá. Vâng. Xong là em nhờ anh em bà con hàng xóm. Vâng. Hôm đấy là vận chuyển xi với cả cát vào đây. Vâng. Còn vận chuyển xong hết rồi. Nếu mà thừa thiếu đâu thì mình gọi tiếp thêm xi với cát. Vâng, vâng. Không thì mình cứ chát dần thôi. Vâng. Nhá. Vâng, vâng. Đấy, phải cố gắng đấy. Chát này cũng lâu hết đấy. Chắc phải rơi tầm 1 tuần. Ừ. Nghe điện thoại đi. Sao đâu mà. Cũng đừng gọi bảo là đi. Ai gọi? Tòa đó mà. Ấy chưa? Chào em nhá. À vâng, em chào anh. Chào chú nhá. Vâng, chào anh Tỏa, bí thư thôn. Hôm nay là em lên trên nhà trưởng thôn và là có một chị Hạnh ở bên Hàn Quốc ấy, là chị có giúp trưởng thôn, hỗ trợ trưởng thôn 20 triệu để mà chát nhà với cả láng nền gạch hoa. Thế thì trưởng thôn cũng may mắn đấy. Vâng. Vất vả quá thì cũng... Trưởng thôn là một trong những cán bộ thôn thôi nhưng mà rất là nhiệt tình trong công việc, giúp đỡ bà con rất là nhiều. Thôi cố gắng nhá. Thế là thống nhất như thế nhá. Vâng. Thôi vừa công tác xã hội vừa mình đang vừa làm gia đình nữa cũng vất vả một tí nhưng mà cũng phải cố gắng. Vâng. Cố gắng đi cho thôi. Thế là tầm khoảng 4 khối cát à? Vâng, nhân chắc nếu mà nhân chắc lên tường là 4 khối. Nền này của em là khoảng độ bao nhiêu mét vuông? Gạch hoa này này. Nền này là em tính rồi, nền này là 74 mét thì mình, nếu mà mình mua gà hột thì hột 40 thì mình mua tầm khoảng 5 năm hột là đủ à? Là đủ trong nhà. Ừ. Mình tính riêng mình úp ở trong nhà đó thì là được 5 năm rồi. Dư một hột. Thì... Còn thợ chát các kiểu thì em khác nhờ ai thì nhờ nhá. Vâng. Đấy là em khác lo đấy. Vâng. Hôm nào anh chỉ có nghĩa là cái tiền vật liệu thì anh sẽ giả chung. Hôm nào cho Trung chở xong hết đi, hoặc là anh xong xuôi hết vật liệu là anh sẽ khắc giả tiền Trung, sẽ gọi Trung lên đây giả tiền. Vâng. Còn nhờ anh em nhờ thợ là do em. Vâng. Em khắc tìm nhá. Vâng. Ngày mai tiến hành được luôn nhá, chắc chắn nhá. Để chiều anh điện cho Trung. Vâng. Chở vật liệu lên luôn. Từ đây ra đến kia bao nhiêu mét? Ra đến đằng sau cổ kìa. Vẫn là từ đây đến bên kia vẫn là 10m2 mà tính cả cái răng bếp là 13m. 13m à? Thế làm đến đoạn bếp luôn đi.
Nếu mà thừa cát, thừa xi thì làm đến đoạn bếp luôn. Vâng. Thì lúc nào em đi qua đây thì em chỉ đi vào đây thôi. Vâng. Còn sau này cái bếp em bảo là đun cám lợn ở bên này thì em làm sau. Vâng. Chát này khoảng mấy ngày là xong? Chát này nếu mà nhờ được anh em thợ 4 người thì nó phải chát gần khoảng 4 ngày. 4 ngày xong à? 4 ngày là xong. Nhưng mà phải 4 cả lát gạch nữa cơ mà. Lắp gạch thì 4 ngày không xong đâu, chắc phải tầm 1 tuần. Ừ. Trong 1 tuần đi. Thế em khác tìm thợ tìm người nhá. Vâng. Để nào biết làm nhanh nhẹn tí là em khác tìm nhá. Vâng. Còn anh sẽ lên thanh toán cái tiền vật liệu, còn thừa thiếu đâu là anh sẽ lại đưa cho gia đình em. Vâng. Trong khoảng số tiền là 20 triệu đấy. Thiếu thì em phải bù, còn thừa thì anh sẽ đưa lại cho nhà em. Vâng. Nhá. Vâng. Sao áo này rách hết cả nách này. Sáng nay em đi làm về em cúi xuống lấy cái con dao để đi hái rau lợn ấy, là cúi xuống là rách mà. Rách to thế. Bé quá. Đâu giơ lên anh chụp ảnh kỷ niệm nghe nào. Rách to quá. Thay áo đi. Có khách đến nhà mà cái áo rách này chết. Nhé anh Tỏa nhờ. Phành ăn cơm đi Phành ơi. Thôi mời các anh vào ăn cơm đi. Yeah. Vâng, cơm nhé. Mời vợ ăn cơm nhé. Nhắm điện lắm. Ừ. Nhi à? Một con nữa. Cô thấy ông cụ còn ở dưới nhà em không? Có. Ông cụ bên cạnh. Ông nội nhà anh đi. Thế tí anh không xuống được thì có một anh Cân ở Vĩnh Phúc là anh có gửi cho ông cụ 200 mấy. À. Thì tí em đi xuống thì em đưa cho ông nhá. Vâng. Thì tí anh không đi xuống nữa nhá. Ờ. Ờ, tí cầm đây, anh đưa cho em 200. Xong là em đưa cho ông bảo là ông đi mua cái gì thì mua. Đây. Lấy xuống cho ông cụ nhá. Vâng. Tí đi về thì đưa luôn cho ông. Em thay mặc anh gửi cho anh Phúc rồi. Anh Cân ở Vĩnh Phúc. Anh Cân ở Vĩnh Phúc rồi. Anh gửi cho ông cụ là 200.000 biếu ông cụ. Thế em mặc ông cụ xin rất đủ cho thằng gì em ấy và sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Nhá nhớ về là đưa cho ông luôn nhá. Vâng. Lâu quá. Nào trưởng thôn xong chưa? Ở đây ngồi. Xong chưa? Đấy, được rồi. Anh cũng uống rượu này nhá. Cứ tiếp anh Tỏa đi. Làm lý. Thôi hôm nay anh cũng không uống rồi. Uống gì? Anh không uống à? Thế Giàng cũng không uống à? Rượu thì cũng ấy đâu, hạn chế thôi. Nên là uống nhiều. Anh này em còn không biết tên nhá, anh tên gì nhỉ? Vân. À Vân nhỉ? Trước anh giới thiệu một lần rồi nhưng mà hôm đấy đông người quá chắc là em quên. Chú của Phình. Với chú Sàng, chú Vân, Sàng. Chú Sàng nhỉ? Hai chú. Chú ăn cơm chú. Ăn cơm đi Hoa ơi. Ăn cơm có để đấy. Mời đầu hàng rượu đấy. Mọi người ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Giang ơi. Đạo. Ăn cơm thôi, trưởng thôn có phát biểu gì không? Vâng, ăn cơm. Đây, mời các anh ăn cơm, các ba ăn cơm đi. Sao hôm nay hồi hộp đấy nhỉ? Em mời anh ăn cơm nhá. Mời tất cả anh em ăn cơm. Các cô với lại các bác ăn cơm. Đấy, về thế thì em cũng cảm ơn anh Ước với lại cô... cô Hạnh. Chị Hạnh. Chị Hạnh. Hôm nay là anh chỉ lên thông báo cho nhà em mà là vâng. Chị Hạnh giúp 20 triệu thôi chứ cũng không có cái gì cả. Vâng. Với lại đưa số tiền của các cô các bác cho em thôi. Thực ra thì em nhận được. Xong là mới bảo là em nấu cơm thôi. Vâng. Nhá. Về nhận được tin thì em cũng rất là vui. Em cũng rất là hồi hộp mà thực ra thì không biết đâu. Đấy, thì nhận được tin thì chú anh bảo là được cô được chị Hạnh giúp 20 triệu làm nhà thì em cũng rất là vui. Đấy, về thế này em cảm ơn trước hết là cảm ơn chị Hạnh với lại anh Ước. Cảm ơn. Vâng. Đấy, bây giờ mời anh em ăn cơm thôi. Anh Toại, nào, anh Vân.
Em mời anh nhá. Cái kia thì không có lò tỏ đâu. Không ra bố rồi. Thôi cháu mời bác nhá. Con chị trai. Mời hai vợ chồng trưởng thôn. Thì hai vợ chồng phải mời chị Hạnh một ly nhá. Để anh giúp hai vợ chồng ấy. Vâng, em mời chị Hạnh ăn cơm với lại ly rượu nhá. Rồi, mời nhá. Đấy rượu thóc phải không? Không, rượu sáng anh ạ. Rượu sắn à? Vâng. Sao có mùi thóc đấy nhỉ? Cơ. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Dùng cơm đi. Cơm đi, dùng đi tự nhiên đi. Tự nhiên đi. À. Mời anh ăn cơm nhá. À, mời Hoa ăn cơm. Đuối. Anh mời em ăn cơm nhá. Đuối. Thiếu đâu. Ôi đúng. Thôi trưởng thôn ơi. Vâng. Nước uống xong rồi, bây giờ anh đi về đây. Về luôn mà. Ừ. Thế mai là như thế nhá. Vâng. Tiến hành thế nhá. Em chào nhá. Ờ, mai vật liệu lên luôn. Vâng. Ông em nhờ người luôn. Chào em. Ờ, về nhá. À, anh Vân, em chào anh. Chào em nhá. Anh Toàn. Thế hôm nào anh với trưởng thôn nó lên trên hơn 20 hộ kia bảo là không có điện, hôm nào với trưởng thôn lên nhá. Hôm nay anh lên cùng nhá. Hôm nào nắng nắng rồi anh em mình lên. Vâng. À, hôm trước cũng nghe trưởng thôn nói rồi là còn hơn 26 hộ. 26 hộ hầu như là không có điện. Vâng. Hôm nào em lên lắp thử mấy bộ trên đấy xem là xem có bác nào ủng hộ được nữa thì sẽ lên lắp cho bà con ở trên đấy. Vâng. Cảm ơn em nhé. Vâng. Em chào anh. Cô đi về luôn chứ? Em về luôn. Ờ, đây bảo bó đây rồi. Bảo bê cái đồ này về nhà đi. Về nhá, ờ, về nhá hai vợ chồng nhá. Đấy cầm đi hết đi. Nhẹ thôi mà. Đấy, lấy về dùng. Cái nào không mặc được thì để cho bà nhá. À, cô nhớ lấy 200 đưa cho ông nhá. Không thì em đi mua cái gì về cho ông ăn cũng được. Mua sứ hay mua cái gì ông thích ăn cái gì thì mua cho ông. Mấy cần thịt cho ông. Ờ, hay là mua thịt cho ông cũng được. Qua đây thì cũng xin cảm ơn chị Hạnh đã giúp hỗ trợ nhà trưởng thôn 20 triệu để mà chát tường với cả lát nền gạch hoa. Thôi bây giờ mình cũng đi về đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Ngày mai là sáng mai là trưởng thôn sẽ nhờ anh em bạn bè hàng xóm đến giúp vận chuyển xi cát để tiến hành chát tường luôn. Michael có lên hộ không? Có. Em vẫn lên gì? Ừ, mai em cũng lên rồi. Cả hai vợ chồng lên à? Cả hai vợ chồng lên. Sáng nay em tí nữa chắc chiều nay em làm nốt cái cửa cho pháo. Ờ, thế cố gắng chiều nay làm nốt cửa đi nhá. Tí nữa chắc em sang kia đi mua bản lề xong rồi em đóng nốt cửa cho nó. Có tiền mua bản lề rồi gì? Ừ, có rồi. Thế cô nó làm cửa cho cháu Báo đi, cho nó xong xuôi đi nhá. Ừ, một sáng nay em có đủ nước ngay cửa nữa mà. Ờ. Bao xin cho nó, đây mà đủ xong cửa. Thôi, chú về chưa hả? Con chảy rồi.